Chào anh em, đây là chiếc xe Toyota Cross và đây có thể là một trong những chiếc xe đầu tiên được là trang bị hệ thống là màn hình liền cam 360. Hôm nay mình sẽ quay lại cho anh em tổng thể về chiếc xe này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái mắt camera ở ngay giữa logo ở đây. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ trên chiếc xe này thì thêm một cái bộ cam 360 thì theo mình nghĩ là anh em nên độ thêm một đôi đèn LED vào vị trí đèn ở đây. Bởi vì đây là phiên bản G thì nó vẫn còn thiếu mà chỉ được sử dụng là bi và bóng thì sử dụng bóng halogen thôi. Do vậy anh em nên thêm một đôi xenon hoặc là thêm một đôi đèn LED để hệ thống đèn nó sẽ sáng, chúng ta sẽ đi được an toàn hơn. Và trên chiếc xe này thì theo mình nghĩ anh em nên độ thêm một cái bộ cốp điện nữa. Mình sẽ quay ra sau cho anh em xem. Trước tiên thì chúng ta sẽ có một cái camera ở ngay vị trí bên lái. Đó, vị trí này thì khá dễ lái. Tuy nhiên là cái vị trí bên phụ thì anh em nên trang bị. Và mình sẽ quay quanh một vòng sau mình quay. Mình sẽ quay vào toàn bộ cái chiếc xe này cho mọi người xem. Đây rồi, cốp. Anh em thấy không? Đây vẫn là cốp cơ. Cốp cơ thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là chúng ta khi mà chiếc xe bị bẩn này, chúng ta sẽ phải kéo lên kéo xuống, nó khá là nặng. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái mắt vị trí camera được lắp ở vị trí này. Ở ngay vị trí camera cũ thôi, rất đẹp. Đó. Rất đẹp luôn và chắc chắn. Thì anh em có thể trang bị thêm cái cốp điện nữa thôi. Còn ở đây trên chiếc xe này thì anh em có thể trang bị thêm một cái bậc bệ nữa cho chiếc xe cứng cáp hơn. Cũng như cửa hít nếu cần. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái camera ở vị trí ở bên phụ đây anh em này. Vị trí này rất rất quan trọng. Bởi vì là cái vị trí mà bên phụ này rất khó lái. Đó, và bây giờ mình sẽ đi vào đống xe để giới thiệu cho mọi người chi tiết hơn. Ok. Và mình sẽ vào trong này. Em vào giữ hộ anh. Đó, chúng ta có một chiếc màn hình này. Anh em nhìn thấy không? Thì em lắp lên thì nó sẽ sát hết toàn bộ. Đó, toàn bộ luôn. Và chiếc màn hình này là màn hình 10 inch. Do vậy thì rất là đẹp. Toàn bộ góc cạnh nó sẽ sát hết luôn. Đó. Rất đẹp luôn. Đó, và bây giờ mình sẽ thực hiện gọi cái bộ camera 360 lên này. Ở đây thì chúng ta có thể là gọi ở đây. Đấy, cái này là cái rất hay nhá. Nếu mà mọi người trang bị hệ thống cam 360, nó phải có cái này. Bởi vì ví dụ trong quá trình chúng ta muốn nghe nhạc đi, mà chúng ta muốn hiện lên cái hệ thống cam thì chúng ta có thể gắn ở trên này. Ví dụ như là mình sẽ gắn ở trên này, tí nữa mình sẽ gắn ở trên này cho mọi người xem. Ở đây thì chúng ta vẫn có là to tiếng, nhỏ tiếng giữ nguyên này. Ví dụ muốn lên cam 360 ấn vào đây. Đó. Rất là hay luôn. Ở đây thì mình sẽ ra lệnh giọng nói này. Nghe nhạc trẻ. Đó, nó sẽ đổi nhạc cho chúng ta. Chúng ta sẽ, đây là lần đầu tiên mình mới phải cài đặt thôi. Còn không là sẽ không cần phải cài đặt. Bây giờ mình sẽ lùi ra cho anh em xem này. Cái hệ thống này, gài số lùi nè. Đó. Ok, và chúng ta thấy được cả chân của mọi người đang đi ngoài này. Rất là sắc nét. Đó. Ví dụ như trong quá trình mình lùi đi, mình sẽ đạp cái phanh chân này. Đây, chân của mọi người đây. Rất là rõ ràng. Đó. Đó, mình sẽ zoom lên một chút cho anh em xem này. Đó. Ok, em giữ nguyên đấy. Ví dụ như mình đang lùi mà mình muốn xem bên phải. Đấy, bấm vào bên phải. Đó. An tâm không? Nhất là cái góc bên này sẽ rất là an tâm. Khi mà chúng ta lái thì thực sự đó là một cái điểm mù rất là lớn. Đó, và mình sẽ để lùi này. Đó, bao quát toàn cảnh. Mình sẽ lùi. Đằng sau ok, an toàn thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Đó, góc quét rất rộng nhá. Anh nhìn thấy, đây chân của bác đi đây và chân của cái bộ 360 thì ở đây. Đó. Ok. Mình sẽ trải nghiệm nhanh một chút bởi vì là anh sẽ phải về quê ngay lập tức. Đó. Ok, sẽ tiến lên thôi nào. Chúng ta sẽ có gì nào. Khi mà chúng ta xi nhan trái này,
thì camera hiện lên một ô rất là nhỏ đó, để chúng ta tắp lề. Ví dụ như ở đây cái bộ này mình khẳng định là đây là một trong những bộ rất hay mà những cái dòng K360 khác sẽ còn thiếu, bởi vì nó hiện lên một ô nhỏ như này đấy, và khi mà chúng ta muốn to chúng ta ấn vào đây đó, rất hay luôn. Xi nhan này, cái camera này là nó có hai góc anh em nhé, có nghĩa là cái hệ thống K360 này lúc thì khi mà chúng ta cần góc rộng chúng ta bấm như này thì mọi người cảm giác là nó hơi cong cong đó, tuy nhiên khi mà chúng ta xi nhan này thì để là nó tạo thành một cái đường thẳng chúng ta dễ lái thì mình thấy cái này rất hay. Đây là ví dụ xi nhan thì là góc phẳng, còn chấm thì là nó là góc rộng đó, rất hay luôn. Bên này cũng như vậy, mọi người nhìn thấy là nó rất là nét. Mình sẽ chỉnh cái chiếc xe lên màu đỏ đi, lên màu thêm tí nữa đi. Đây à, ấy nhìn đẹp quá. Như này thì anh em lái xe đã an toàn, và bây giờ mình sẽ trải nghiệm này. Cái hệ thống này chúng ta sẽ cài đặt thêm một số cái nữa ở trên này. Ví dụ như ở trong này mình giới thiệu cho mọi người thì chúng ta sẽ có, vẫn có cắm sim này, thì chúng ta sẽ thực hiện cuộc gọi bằng Bluetooth. Rồi thì chúng ta sẽ thực hiện được nghe radio này bằng cách là ra lệnh giọng nói để sử dụng bằng nghe nhạc bằng radio, rồi nghe các cái chương trình của đài truyền thanh. Ở đây thì chúng ta sẽ có bản đồ Navitel offline này, đó, nó sẽ cảnh báo tốc độ cho chúng ta đi trên đường. Thì hiện tại cái chiếc đầu DVD này chưa cắm sim 4G, do vậy là mình không thực hiện được ra lệnh giọng nói như lúc ở trong bãi. Thì bây giờ khi mà anh em ra lệnh giọng nói thì anh em chỉ bấm vào đây thôi. Đấy, thì sẽ ra lệnh giọng nói được. Còn ở trên này thì cái hệ thống K360 thì nó rất an toàn, và mình sẽ trải nghiệm một chút ở trên đường, một số những cái thử thách trên đường. Ok này, xi nhan phải này, hiện lên một ô nhỏ. Đấy, nhưng mà nha, khi mà chúng ta đi cao tốc nó hiện lên ô nhỏ này thì nó rất là hay, bởi vì là nó không ảnh hưởng gì đến quá trình mà chúng ta đang xem phim hay là đang coi dẫn đường. Đấy, và khi mà vượt quá lên thì hệ thống này nó sẽ bị ao ra. Đấy, để trong quá trình đấy chúng ta sẽ vào cài đặt này để anh em nhìn nó dễ nha. Cài đặt zin này, đi tốc độ giảm 20 km/h thì sẽ khởi động camera, đi trên thì nó sẽ tự tắt đi. Đấy, mọi người dễ hiểu là nó sẽ như thế. Ok, mình sẽ thực hiện đi lên này, chúng ta sẽ trải nghiệm một chút, rất nhanh thôi. Ok, đấy, mình xi nhan này thì nó sẽ hiện lên một cái ô nhỏ để, và khi mà mình vượt quá 30 km/h, đoạn này mình chưa vượt được, còn trong lúc đấy thì chúng ta vẫn xi nhan được này. Đấy, xi nhan trái phải thì đều lên hết. Chúng ta sẽ đi nhanh hơn nhé, để nó sẽ thoát cái hệ thống này. Ở trong này thì nó hơi đông người một chút. Thì ở đây là cái tính năng rất hay. Ngoài ra một cái tính năng nữa cũng vô cùng hay mà cái hệ thống bản V sẽ không có. Ở đây là khi mà chúng ta tối màn hình đó, và chúng ta xi nhan này thì camera sẽ không hiện lên. Còn trong trường hợp mà cái chiếc xe Toyota bản V ấy, nếu mà anh em đi ban đêm mà anh em tối màn hình rồi xi nhan thì nó vẫn hiện lên, thì đấy là một cái mà nó mình đánh giá là cái hệ thống này nó hay hơn. Thêm một cái nữa ở trên này thì cái hệ thống màn hình này K360 này nó chấm được rất nhiều góc khác nhau, bên trái, bên phải, bên trước, đằng sau, rồi thì ghép mà hai camera đó, rồi thì bấm đằng sau để ghép hai camera, hai cái bánh phía sau đó, thì nó rất là dễ. Ngoài ra nữa thì toàn bộ quá trình này sẽ được ghi lại hành trình ở đây này, anh em bấm vào máy quay này đó, toàn bộ nó sẽ ghi lại hành trình ở đây. Đây, video thứ hai đi, video thứ nhất chưa ghi xong đó, thì nó sẽ ghi lại toàn bộ cái quá trình mà mình vừa đi, đằng trước này, đằng sau này, bên trái này, bên phải này, nó sẽ lưu lại hết. Đấy, chúng ta có thể tua nhanh, tua chậm để xem, rồi thì thoát ra để xem những cái video cũ hơn này. Đấy, trong quá trình mà mình đang chuẩn bị lùi ra này, tua lên này đó, chiếc xe nó sẽ được lưu lại toàn bộ luôn. Còn về cái hệ thống màn hình Android thì chắc chắn rồi, cắm sim 4G này vào mạng, tất cả mọi thứ thì nó sẽ
giúp trong quá trình mà chúng ta sử dụng online nó dễ dàng, cũng như là khi mà chúng ta được kết nối wifi thì chúng ta sẽ xem được rất là nhiều video trên YouTube, cũng như là xem thời sự trên VTV Go, rất là nhiều thứ cho anh em luôn. Thì đấy là cái trải nghiệm nhanh về cái hệ thống Cam 360. Có thể nói đây là một trong những chiếc xe mà lắp đầu tiên ở tại thị trường Việt Nam, để cho mọi người có cái nhìn qua. Còn đối với cái phiên bản mà mình đánh giá, đấy là trên chiếc xe này, nếu như là chiếc xe này có một cái chiếc màn hình zin nhưng mà nó khá là nhỏ, thì khi mà anh em trang bị cái màn hình mà lên Cam 360 thì nó rất là nhỏ. Do vậy thì cũng tiện thể mọi người trang bị lên một cái hệ thống mà màn hình liền Cam 360 này. Giá thì nó cũng chỉ hơn 12 triệu thôi. Thì nó có cả Cam 360, cả màn hình, được bảo hành 2 năm. Thì mình chia sẻ đến anh em để anh em có nhu cầu có thể trang bị cho chiếc xe của mình. Cảm ơn anh em. Xin chào, hẹn gặp lại.